Trong vòng một năm trở lại đây, cùng với trạm biến áp trên vỉa hè tại một số quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, còn có sự xuất hiện của nhiều loại hộp điện và tủ phân phối điện. Trên những công trình điện này đều có in những biển cảnh báo nổi bật như là cấm sờ, nguy hiểm, có điện, cấm lại gần. Nhưng qua thực tế khảo sát thì hầu như người dân sống xung quanh khu vực có đặt những công trình điện vỉa hè này đều không mấy quan tâm. Dù được cảnh báo nguy hiểm nhưng phần lớn người dân vẫn vô tư sinh hoạt, buôn bán xung quanh. Không chỉ tạo ra một cảnh tượng có phần chật chội, những công trình điện vỉa hè khi bị bao bọc bởi hàng quán xe cộ như thế này còn khiến cho vấn nạn lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn thêm những nguy cơ khó lường.